Chào, xin chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn và rất vui khi được lại mọi người. Thì hôm nay mình đang có một đôi giày cũng khá là thú vị nên là mình sẽ giới thiệu các bạn. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải đi cái phần intro cái đã. Let's go! Thì trên tay mình đang có một đôi này thì mình nghĩ là nó cũng khá là thú vị. Tại vì nó mang rất nhiều âm hưởng khác nhau. Thứ nhất là về thiết kế, thứ hai là về chất liệu. Nên là trước tiên các bạn phải xem nó có cái gì cái đã. Rồi bây giờ thì đây là chiếc bóc bình thường màu đỏ đúng không? Thì bóc của đôi Nike Dunk nào thì thường cũng là màu đỏ như thế này. Bóc đỏ, bóc giấy, dạng mở nắp và suit Nike trắng. Ở đây thì các bạn sẽ có thêm tag ha. Tag thì cũng bình thường thôi, đó, tag ở đây bao gồm thì có size chẹt nè, US, UK và size Euro. Thường các bạn nào mà chưa có hiểu về size của mình nhiều á thì các bạn nên khi mà các bạn mua, các bạn đi cần làm cái gì đó thì các bạn tốt nhất là mình cứ nói là size Euro. Ví dụ như là chân mang size 42, 44, 43 gì đó thì người ta sẽ dễ hơn. Nếu như các bạn chưa quen được size US với lại size UK, vì mỗi một hãng á, cái US và cái UK nó sẽ lệch với nhau khá là nhiều. Có hãng ví dụ 9.5 là 43, nhưng mà có hãng 9 nó là 43 luôn. Nên là tùy vào hãng ha. Đó, thì sơ sơ cái thể như thế. Bây giờ các bạn sẽ mở ra. Bên trong thì sẽ có đôi giày. Thì đây là đôi Nike Dunk Bear Teddy. Đây thì tổng thể các bạn có thể xem giúp mình ha. Đó là một đôi giày. Màu nó là kiểu màu nâu đất á, màu kiểu màu vàng đất là nhiều ha, nâu tươi và vàng đất. Thì các bạn có thể nhìn là ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là chất liệu premium Bear Teddy. Thì có nghĩa là hầu như là toàn bộ đôi giày sẽ không sử dụng những loại da bình thường, mà tất cả những loại chất liệu ở đây sẽ là rất là xịn, cho nên là thường được đánh dấu mà dòng premium á. Thì có đôi giày á, cái da với lại mọi thứ của nó rất là ok. Tổng quan các bạn sẽ có một đôi giày với chất da màu vàng hơi đậm một tí màu nâu latte và một tí màu nâu đậm, với cái chủ đề là Teddy, một chú gấu bông mà hầu như nó đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Và khi mỗi khi mà chúng ta có dịp mà nằm ngủ là các bạn nhiều khi á, mình nói thật là mình còn không biết con gấu bông đó ở đâu ra, tại vì từ nhỏ là đã có sẵn rồi, tới khi mà mình đã nhận thức được thì lúc nào cũng ôm nó ngủ mà, nên là có những con gấu bông á là nó sẽ coi như là xuất hiện trong cái tuổi thơ của mình rất là nhiều đó. Và các bạn sẽ để ý là cái màu của đôi giày nó sẽ làm cho giống với lại cái chú gấu bông đó. Và các bạn có biết là cái phần Storebox nè, phần giữa giày nè, họ dùng cái chất liệu mà nó kiểu hơi lông sừ sừ lên á, mà các bạn mấy cái chap mà để dán với nhau á, một miếng là cái kiểu hơi gai gai, còn miếng kia nó mình á là cái chất liệu đó, nó nằm ở đây. Thì nó sẽ biểu thị cho những cái chú gấu bông mà thường các bạn sẽ thấy là nó sẽ lâu lâu có mấy chú gấu bông á, ở cái phần cái đầu tay hoặc cái đầu chân nó sẽ có những cái miếng nhám nhám như vậy đó. Thì hồi nhỏ mình cũng có một con và cũng có chất liệu đó, nên là khi mà mình sờ vào chất liệu đó là mình nhớ lại nguyên cái tuổi thơ của mình luôn. Thêm một cái nữa là tại sao mình nói là đặc biệt, bởi vì có những cái chi tiết nhỏ giống như là còn cái phần tag nhỏ ở đây nè, nó làm cái này thì nó rất giống là những đôi Dunk of White luôn. Và đến những cái phần ví dụ được thêm bớt giống như là có thêm được cái logo Teddy mới này, cái logo này là làm riêng cho cái bộ này luôn. Ví dụ như lưỡi gà đi, lưỡi gà thì có một cái phần nó làm màu nâu dặm lưới nè. Thì cái này nếu như các bạn nào để ý là nó sẽ có rất nhiều trên những cái kiểu giống như ngày xưa, kiểu như gấu bông, gấu ôm rất là nhiều đó. Thì nói chung là Nike cũng rất là đầu tư trong cái mã này. Riêng này các bạn nhìn vào mình sẽ có một cái phần Storebox, một cái Storebox của một đôi giày Nike Dunk thì cái mỏ nó nhọn ra và nó sẽ có nhiều cái lỗ thoáng khí. Ở trên thì sẽ có một cái layer màu kiểu màu vàng đất, nó kiểu đậm đậm như thế này ha. Da là da lộn ha, da lộn kiểu rất là xịn rồi vào rất là mướt tay. Ở trên thì cái loại da nhám mà trong cái miếng trap á, mình đã nói lúc nãy á đó, thì các bạn sẽ nhìn kỹ thì thấy cái dạng nó kiểu hơi sừ sừ lông lên một chút xíu, nó khá là mềm. Nhưng mà trong cái mềm của nó, cái phần nhám nè, ở dưới nó có lót một cái miếng giống như là mình không biết có phải là giấy hay không, nhưng mà nó cũng khá là giống cái giấy. Và cái này á, khi mà các bạn đi á, mình nghĩ đi lâu nha, cái đường gãy của nó sẽ không phải là những đường gãy, mà nó là những cái đường bị mấp méo ha, chứ không phải là những đường gãy. Cho nên là chất liệu này mình thấy cũng khá là đặc biệt. Mấp méo có nghĩa là nó sẽ tạo nên những cái đường hình khối.
Nhìn ví dụ như là các bạn nhìn mấy cái kiểu mà đồ kim loại mà bị móp vô thụng vô á, là các bạn nhìn cái kiểu nó sẽ ra như vậy. Còn ví dụ như nếp gãy nếp nhăn là nó sẽ theo đường theo rãnh theo những ngón chân của các bạn đó, nên là cái chất liệu này mình thấy nó cũng khá là vui vui, kiểu cũng hơi thú vị xíu. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên đến phần dây. Phần dây của đoạn này mình rất là thích nha. Dây thì cũng dạng là dây dù, nhưng mà các bạn nhìn kỹ một tí, cái bản dây này nó là một cái bản dây tie-dye, cũng không gọi là tie-dye mà nó kết hợp giữa cái loại dây màu xanh. Màu xanh này nó có hơi có tính glow lên một tí, có nghĩa là nó hơi sáng hơn mức bình thường một tí, pha với cái màu vàng đậm ở cái phần da lộn nè. Đó thì nó tạo nên cái kiểu dây dù, nhưng mà dây dù này giống như là được đan, được sợn đó. Thì các bạn nhìn vào cái phần dây, các bạn giống như là rất là nhiều cái cọng bính được thắt lại với nhau tạo nên cái dây vàng. Đó, nó rất là hay. Tại vì các bạn thắt thì nó cũng là bản dẹp thôi ha, nó cũng dễ chịu, thắt cũng ok. Thì khi mà như vậy thì tạo nên một cái điểm nhấn khi mà từ ngoài nhìn vào phần đối diện. Còn lưỡi gà thì các bạn nhìn nè, lúc nãy mình đã nói rồi, cái lưỡi gà này á, nó làm giống như mấy cái tấm đệm ngày xưa á, kiểu nó cũng là những cái họa tiết đen chồng chéo vào nhau giữa màu nâu đậm và cái màu nâu hơi lợt hơn một tông một tí. Rồi cái thác thì sẽ là cái thác màu kiểu vàng đất của Nike, nó sẽ màu đậm hơn đó. Nhưng mà cái đặc biệt á là khi các bạn lòi vào tay bên trong nè, bạn sẽ thấy nào, nó sẽ là Made in Việt Nam. Đó, một trong những cái điều mà mình khá là tự hào khi mà nhìn vô cái tag này, có nghĩa là nó ghi hẳn chữ Made in Việt Nam ở dưới đây luôn. Đó, rất là thích luôn. Còn về bên hông đi, bây giờ bên hông mình sẽ nhìn nè, các bạn sẽ thấy là một cái dấu sút. Cái này thì nó cũng là dạng da lộn, nhưng mà nó hơi nhám hơn cái này chút xíu. Cái này nó có một cái độ sần, còn cái này thì nó hơi nhám hơn. Chính giữa sẽ là cái lớp giống như cái toe box vậy đó. Lớp này thì nó có cái độ hơi xốp xốp nhẹ một tí. Phía sau là cái mình thích nè, họ may cho các bạn một cái thác rất là nhỏ bằng da, một miếng da lộn luôn. Và ở trên đây họ ghi là Nike suit nè, có cái đường may kiểu dấu ích. Cái đường may này á, thật ra nó không phải là kiểu của Off-White. Cái đường may này thường nếu mà để ý á, nó sẽ là cái kiểu may của ông Union. Ông Union chuyên gia có cái vụ đó luôn, là may chứ chéo dít dắt rồi thì các bạn rút ra, các bạn lật ngược cái lưỡi gà lên, nó thường nó xuất hiện trên đôi chân 4. Rồi xong rồi đúng không? Còn cái tag này á thì nó giống như kiểu Off-White. Thì các bạn để ý kỹ á, đơn Off-White nó sẽ có cái tag gờ gờ như thế này để đẹp với lại leather check nữa, nhiều thứ lắm. Còn gót thì nó sẽ có ở trên bao phủ bởi cái lớp đệm màu đen ở màu nâu đậm, nâu đậm với nâu tươi giống như phần lưỡi gà ha. Sờ vào thì cái cảm giác của nó sẽ là giống như là các bạn sờ tay lên một cái tấm thảm mà nó được dệt theo kiểu là đan chéo với nhau á, kiểu như là cái miếng thảm dệt mà chéo với nhau, nó có một cái độ đi theo những cái đường nhất định á. Rồi phía trên thì các bạn sẽ có một cái phần da, chỗ này thì lại là một cái phần da lộn, kiểu cũng giống như cái phần dấu suit nè, màu trùng luôn. Ở trên thì Nike Air được in nha, cái này là được in rõ nét và in rất đẹp cái màu nâu. Rồi phía sau thì đi liền với phía sau nữa, các bạn sẽ có một cái phần da lộn nè, phần gót nè. Cái chỗ này thì các bạn để ý kỹ xíu thì thường mấy đôi mà nói đôi đơn á, mà đúng á thì cái mỏ chỗ này nè nó rất là đẹp á, nó phải cái nào là cái đó. Mặt bên trong thì các bạn để ý là chúng ta sẽ có, quay lại một cái thôi, các bạn sẽ có nguyên một cái logo Teddy, nó đã là biểu tượng cho nguyên một cái bộ đó. Thì cái đợt này ra á, nó không chỉ ra giày đâu, nó còn ra quần, ra áo, ra sweater, ra nhiều thứ lắm, cho nên là cái logo này nó đi theo nguyên cái bộ luôn. Cái phần da lộn nó sẽ đi thẳng lên tới phần hệ thống dây giày. Cái phần dây giày thì mình quên nói, bây giờ mình sẽ đếm là 2, 4, 6, 7 lỗ ở trên nha. Thì các bạn nói đơn, các bạn có một cái kiểu là như thế này, nó có 7 cái lỗ ở trên, 2 nè, 4 nè, 6, 7 nè, rồi 2 cái lỗ nhỏ ở dưới. Thường chỗ này thì mọi người hay đem cái chữ X vô hoặc là làm cái gì đó, nhưng mà thường cái này á thì các bạn có biết là gì không? Không phải khơ khơ là người ta làm 4 cái lỗ đâu, bởi vì cái đôi đơn á nó có một cái khó chịu như thế này, cái form nó dài, ở trong nó cũng hơi rộng tròn xíu, nhưng mà cái phần gót của nó các bạn nhìn nè, nó khá là thẳng, và cái phần cổ của nó có cái đệm ở chỗ từ phần gót nè đến phần giữa nè. Giữa này đụng mất cá đúng không? Xong rồi nó lên tới trên này thì nó lại ít cái phần đệm đi, nó mỏng dần đi. Thì vô tình cái lưỡi gà chỗ này và cái phần chỗ này nè, đó, nói chung là cái hệ thống này luôn, nó không bám được cái bàn chân của bạn. Nên ở đây mình sẽ có 4 cái lỗ hơi dày. Và 4 cái lỗ hơi dày này sẽ giúp cho các bạn, ví dụ ở ngoài bạn thích thoải mái thì bạn xỏ cái lỗ ở ngoài xong rồi bạn cụt dây lại. Còn bạn muốn mà nó chắc hơn chút xíu nữa, tại vì mình nói rồi nó không có cái độ bám, các bạn đi nó rất dễ bị nhấc gót, cho nên là các bạn có thể lòn những cái lỗ ở bên trong, các bạn siết vào, các bạn mang thì nó sẽ giữ cái chân các bạn tốt hơn. Đó là tác dụng của 4 cái lỗ ở trong ha. Nói chung là cái phần hệ thống dây của đôi đơn á là cái phần hệ thống dây mà mình thấy nó tiện lợi lắm. Nó có kiểu 4 cái lỗ ở phần kết cuối cùng nè, rồi khi đó các bạn dễ dàng, các bạn có thể thắt kiểu này kiểu kia, rồi các bạn có thể thắt theo kiểu phù hợp của mình á, là nó sẽ buộc cái chân các bạn, là giữ cái chân các bạn tốt hơn.
cái đôi đơn này mình rất là bị kiểu về sai trạc á, thì mình sẽ không có tư vấn một cách nào mà đúng hết cho các bạn. Bởi vì ví dụ như chân các bạn, chân thon, chân bình thường á thì dễ lắm, nhưng mà chân bè á thì rất là khó. Đặc điểm của những đôi đơn á, ở trong thì nó hơi tròn nhưng mà không có bám nhiều, và cái form nó kiểu rộng rộng, nên là thường là đi true to size. Mà nó cũng không có bóp cái chỗ này lắm, nhưng mà thường chân bè vẫn bị khó chịu một tí do cái form của nó rồi. Cái form nó ở chính giữa nó hơi ít, nên là chân bè thì các bạn nào mà đi true to size được mà cảm thấy cái mũi nó đã dư nhiều rồi thì cố gắng đi luôn. Hoặc là bạn nào mà thấy muốn mang rộng hơn mà chấp nhận cái việc cái mũi á nó được dư nhiều thì các bạn hãy lên. Rồi, thì quay lại câu chuyện nó vậy này, thì đây là một phối màu mà nó mang toàn bộ âm hưởng của những chú gấu bông, những cái tuổi thơ của các bạn. Cho nên là làm tới cái phần đế á, họ giữ cái màu trắng, trắng nguyên luôn cho cái phần đế giữa. Thay vì trắng ngà thì mình nghĩ nó sẽ hơi xuống, nên là làm nguyên cái phần đế giữa đó là màu trắng. Rồi, ở dưới thì chất liệu là đế gum. Đế gum là cái đế mà thật sự mình không thích màu gum nha. Cái màu gum, cái màu vàng vàng, tại vì mình không thích cái tông vàng nhiều. Nhưng mà về cái hiệu năng á, thì mình lại thích đế gum hơn. Tại vì cái đế gum á, nó sẽ có một cái độ mềm nhẹ nhẹ và cái độ chắc vừa phải, thì nó sẽ ma sát được tốt với đất và đi á, cảm giác khi các bạn đi trên một đôi đế gum và một đôi đế cao su đúc, ví dụ như cái phần đúc màu trắng hết đi, là các bạn sẽ cảm giác là có hai cảm giác liền luôn. Đế đơn á, thì thường nó sẽ là đúc nguyên mẫu luôn, nó giống như Air Force One vậy đó. Còn hoặc là đúng rồi, y chang Air Force One hoặc Jordan One Low, chỉ có SB là chỗ này nó thay một tí cái cục chính giữa nè đó. Rồi thì hầu như là full hết. Đơn thì nó ít sao lắm bạn. Các bạn để ý là mấy đôi đơn thì thường cái sao chỗ này nó kiểu nó láng lắm. Có chừng một thì cái sao nó nổi ra nó nhiều hơn. Rồi ở đây cũng là điểm phân tán lực ha. Đi sẽ thẳng xuống đây cũng sẽ là một cái điểm phân tán lực ở dưới đây nữa. Đơn này không có cục e, nhưng mà ở trong á, ở trong cái phần mà cao su làm phần giữa, nó có những cái khoảng, có những cái khoảng không nhỏ nhẹ nhẹ như nè, để khi mà các bạn chạy á, các bạn uốn cong đôi giày á, nó có một cái lực đàn hồi ở trong dẻo dai hơn, chứ không phải là đúc hết ở trong. Cho nên là các bạn có thể yên tâm về cái vấn đề về chất lượng của đôi giày này. Và từng cái chi tiết nhỏ nhỏ trên đôi giày này mình thấy nó đều rất ok so với một đôi đơn bình thường. Nếu như bạn muốn có một cái màu mà nó ok chút xíu, nó đẹp xíu, nó hài hòa xíu, mà nó có một gì đó hay hay á, thì mấy cái đôi giống như đơn Teddy nè, nó là một cái gì đó rất là thú vị. Bởi nó sửa lại hầu như là toàn bộ những cái chi tiết ở trên, nó thay nguyên vật liệu, nó thay màu. Mà bạn biết là thường mấy cái đôi mà màu bình thường á, ít khi nào Nike họ chịu hợp kiểu như là đầu tư như thế đâu. Chỉ có những đôi mà nó thuộc mã premium á, thì nó sẽ được thay thế bằng những cái chất liệu tốt nhất và những cái design của nó rất là hay. Đó, thì đây sẽ là một cái phối màu đơn casual mà mình nghĩ các bạn nào mà thích á, thì cứ thể mà mặc thôi. Mấy cái màu đậm đậm như vậy cũng dễ mang lắm. Mặc với những cái quần khaki nè, màu tươi cũng được, màu đậm cũng được nè. Mặc với quần đen cũng được nè, quần short cũng được nè. Nói chung là rất là dễ. Thuộc mà vô mấy tông trầm này thì quá là dễ cho một outfit các bạn ra ngoài rồi đó. Hiện tại thì mình sẽ nên kết thúc ở video ở đây, và xin chào bạn, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình có một cái fanpage cũng như Instagram này, các bạn có thể theo dõi là cái TikTok ha. Hiện tại thì mình đang cho lên rất là nhiều video, nói chung là mỗi ngày luôn. Và thậm chí là có những video về outfit, về mọi thứ, nên là hoặc là cuộc sống hàng ngày của mình cũng được luôn, thì mình cũng thường hay cho lên, nên là các bạn nào có thể xem, subscribe và cho mình một lượt chia sẻ để mình có thêm nhiều động lực hơn để phát triển nhiều hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye.